Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay là cái clip này là dành riêng cho những cái tín đồ mà yêu thích cây mai bạch nha cả nhà. Thì đây cả nhà mình thấy trước mắt em là có một cái lô bạch mai riêng ha. Thì cái lô này thì bao bông cho cả nhà mình luôn nha. Bao bông trắng nha. Đây, nhà mình về xổ số ra thì hàng này thì hàng bông trắng nè. Đây cả nhà mình thấy cái lá nó đang rất rất là đẹp luôn ha. Thì cô chú anh chị mình cũng biết những cây bạch mai riêng đó thì mua giá cũng khá là cao, em đem cũng bắt lại giá là cao, nên những cái hàng như thế này nó cao từ 3 tấc đổ lên ha, lùng nhất thì 3 tấc. Thì cây của nó thì nó tầm tầm khoảng cái ống hút nha cả nhà. Thì này đó thì hiện tại bên nhà vườn em giao lưu với cả nhà mình với cái giá là 700 ngàn một cặp, em bao phí ship ha. Nếu như lấy cây lẻ một cây thì 400 ngàn nha cả nhà. Thì do là cái số lượng nó cũng ít chứ không có nhiều. Thì cô chú anh chị mình có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em, ví dụ có cái đặt hàng. Do cái này giá cũng hơi cao thì cũng có cái hàng cả nhà, nhưng mà em lấy về không, em không dám lấy về nhiều, sợ bán nó hơi chậm. Thì nói chung một cặp vậy thì lời chút đỉnh tiền chi phí chơi thôi, chứ cái hàng này ta lựa cũng công phu cả nhà, nên được cái số lượng khoảng từng vài chục trên trăm cây là nó cũng hiếm mà. Thì do cái quá trình chọn lọc khi mà mình lấy cái hột bạch mai mình ươm lên ha, lấy hột bạch mai mình ươm lên thì cái tỷ lệ nó được như thế này nó cũng rất là ít, chứ không phải là cái hột bạch mai nào ươm lên cũng được như vậy nha cả nhà. Do đó thì cây bạch mai thì khá là cao. Thì ví dụ như cô chú anh chị mình thấy nó có vừa cái tầm mình đó thì có nhu cầu thì alo em. Thì đây cả nhà mình thấy cái hàng này thì đọt đang rất là đẹp đây, như thế này hết ha. Thì cái này thì em xin nhắc lại là giao lưu chúng ta là 700 ngàn một cặp, là cao từ 3 tới 40 cm ha. Thì cái giá 700 ngàn một cặp em bao phí ship ha, còn một cây là lẻ là 400 ngàn ha. Cây lẻ 400 ngàn, cây hiện tại đang rất là đẹp như thế này đây ha cả nhà. Đang rất là đẹp luôn. Thì cái nào cũng vậy nha cả nhà, khi mà cái cây nó cái cây bạch mai nó già lại thì nó sẽ ra cái đọt màu xanh nha. Có những cây thì ví dụ nó ra cái cẩm thạch như thế này, còn đôi khi nó xanh luôn nha cả nhà. Chứ nhiều khi gửi tới nó sau khi có một vài cái đọt nó xanh là đó là chuyện bình thường nha cả nhà. Cây bạch mai nào cũng vậy ha. Đây ra đọt rất là đẹp ha. Rồi có một cái hàng nhỏ hơn, hàng nhỏ hơn thì hàng như thế này thì vẫn là bạch mai luôn nha cả nhà. Thì nhà hàng như thế này thì hiện tại bên vườn nhà em đang giao lưu với cô chú anh chị mình với cái giá là 300 ngàn đồng một cặp ha. 300 ngàn đồng một cặp bao phí ship ha. Thì không có cao nha, nó lưu ý là cả nhà lưu ý thì nó cao. Cả nhà xem cái lóng tai em nè ha, thì nó từ 2 tới 3 lóng tai thôi. Hàng này về thì cô chú anh chị mình về phải chăm lại ha, chăm lại. Thì em đi làm gặp em mua, tại vì nói nào ngay là thật sự là em cũng ghiền cái dòng này dữ lắm, nên em mua về em nuôi lại ha. Nuôi lại thì hiện tại thì cái lô này nó đang đi một cây đọt ha, đang đi một cây đọt. Thì đi hết cây đọt này nó dài ra được một khúc nữa thì nó sẽ lên cái giá nữa nha cả nhà. Thì đây thì em đang thúc nó cho nó đi đọt lên cao ha. Đi cây này nữa thì cả nhà mình yên tâm coi. Thì hàng như thế này thì 300 ngàn một cặp ha. Còn hàng cao như thế này thì 700 ngàn đồng một cặp, bảo phí ship ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái kênh và theo dõi cái clip ngày hôm nay. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn ha. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.